Hồi sáng chị có gặp cô Tư không? Không, chị không có gặp. Là cô Tư hồi sáng nãy em chạy ngang cũng thấy cô Tư ở nhà nữa. Chắc cô Tư đi lụm ve chai không? Không, bữa nay chắc cô Tư không lụm đâu. Chắc cô Tư đợi mà thằng Khanh nói là ghệ nó hứa là cho tiền cô Tư. Là ngày mai là chị là với mấy đứa rồi đi lên trển. Là bằng đầu cho 5 triệu rồi cô Tư xin được 10 triệu. Ai cho? Rồi gửi của ông Khanh nói bây giờ đang dây tiền mượn tiền gì đó cho 500 người hồi cho được 10 triệu. 1 triệu, 5 triệu hồi cho 1 triệu. Gửi của ông Khanh là ai? Không biết, nói quay đó nói có người nói gửi ông Khanh đó. Ai quay lại nói gửi Khanh vậy? Gửi ông Khanh bây giờ cũng như là trả công có tiền mà hồi đó tới giờ cô Tư nuôi anh Khanh đó. Giờ nói đi là chị nói hồi đó bà nói không có nói, nói tại vì bà nói bà sắm xe cho bà nó 2 triệu mấy 3 triệu, bằng đầu nói vừa tiền thì luôn 5 triệu, bà nói thôi 5 triệu người ta cũng chịu, bà nói thôi vậy cho 10 triệu đi, nói chị đi luôn là cho chị 500 ngàn. Thì em nói cho chị nghe nè, một chút em nói chị nghe, mà là chiều nay chị có gặp cô Tư thì nói vậy nè, mình phải trông chờ giờ đồng tiền của gãy Khanh hay là gì á. Khanh bây giờ là không liên quan tới cô Tư mà cũng không liên quan tới gia đình mình nữa, mà không có gãy Khanh nào mà cho chứ. Ra tại vì có nói mà không biết có tiền không mà không có đâu, đừng có trông chờ mà đừng có mong đợi nó. Khanh giờ nó có gia đình, có con cái nữa riêng rồi, không có thằng YouTube nào đề cập vô vấn đề Khanh với cô Tư nữa hết chứ. Nói là bây giờ là thằng Khanh đó bây giờ nó ở cái nhỏ nào, ở đâu cái sách gì á, chắc không phải là ở trên thành phố nữa, ở cái sách vợ con ta. Con nhỏ hơn Khanh nó mới 30 mấy tuổi rồi. Có đâu, vợ con ta đó. Không, vợ Khanh là 40 mấy rồi. 46. Vợ Khanh là tại vì con nó lớn rồi, con nó 20 mấy tuổi rồi, đâu có nó đâu 30 mấy được. Ừ, Khanh bây giờ là người ta đi làm, người ta tỉnh táo, bây giờ người ta không có đề cập vô vấn đề là nói chung cô Tư nữa. Ấy nhập vô chưa lấy, đem cô qua ấy rồi. Anh Khanh anh có nói là về vấn đề ơn nghĩa cô Tư thì anh không quên, nhưng mà sẽ có một thời gian nào đó anh sẽ gửi tiền cho hỗ trợ cho cô Tư. Nhưng mà giờ cái cả bản thân anh còn chưa xong nữa mà rồi sao hỗ trợ. Còn tất cả anh em YouTube nào mà nói vấn đề là bộ Khanh hay là người yêu của Khanh gửi tiền cho cô Tư là nó dốc. Chị em biết gì, nghe nói gì thì nói gì chứ. Thì ngày qua nói đó, ngày qua nói có chị nữa rồi. Dự định mai đi hả? Là hứa là mai là cái chừng 3 giờ 4 giờ đó. Nếu mà có đi thì 3 người đi. Anh em nói ra rẻ 3 bằng 1 lời luôn. À, chị có biết điện thoại của chị ai gửi không? Chị không biết nữa. Cô Trúc Bình Dương gửi cho chị đó. Chị có biết đâu, chị có biết chữ của chị đâu. Mày nói trước lần sau tao quên mẹ nó rồi. Ừ. Ngay cả điện thoại của anh Hận cũng là chị Trúc ở Bình Dương gửi luôn đó. Chị có biết đâu, chị nói Trúc Tre gì đó mà nói có quên mẹ nó rồi. Sao Trúc Tre được chị? Sao mà tự nhiên người ta cho điện thoại mình không cảm ơn người ta mà kêu người ta Trúc Tre vậy? Không, nói một hồi chắc lục bình luôn á. Không biết chị Trúc chị Tre gì đó mà chị nói còn quên mẹ nó rồi. Bây giờ chị có bệnh chị quên. Mấy đứa mày thông cảm cho chị có bệnh chị quên. Nói chứ quên sao rồi. Nếu tao già không, tao quên sao, bây giờ tao quên rồi. Bây giờ ngày mai là tính bao xe đi cái gì? Không, đi ấy thì nó chở đi rồi. Đi ấy thì đi xe ôm thì đi rẻ tiền thì đi chứ mắc tiền quá thì. Còn địa chỉ ở đâu? Nó ở đâu, ở chỗ cái sách cái gì đó. Ai dẫn đi? Nè em nói chị nghe nè, chị tin người ta quá, cái chừng người ta đem chị đi bán lúc đó đừng có hối hận nha. Bán ai mua? Trời ơi, nói chị nghe bây giờ lấy nội tạng hay gì? Trung Quốc mua. Làm gì? Ai biết lúc đó mua đi làm đi, ta làm gì ai biết. Không ngủ hay gì? Ai biết đâu. Không ngủ hay gì? Nhiều khi bây giờ ở chỗ kia bây giờ nó cho mượn tiền cốt tiền sách mà bây giờ là nó đòi không được, nó muốn chị đi chửi lộn để đòi lại sao? Ngâm ngủ hay gì? Được à? Mượn gì? Chửi lộn đâu? Mới té hàng qua chút xíu mới xin. Nó nghe tin thì quá bất ngờ luôn trời. Nghe cái tin giật gân không? Nghe cái tin nói là bồn Khanh gì cho 10 triệu gì á. Dốc lắm. Bằng 5 triệu hồi cho 10 triệu luôn. Chẳng lẽ người ta đây, ở đây người ta nuôi Khanh hàng ngày nè. Em đây nè, Khanh đang ở nhà em đang nuôi Khanh luôn nè. Rồi tại sao em không đề cập cái vấn đề đó mà cái thằng kênh YouTube nào mà vô đề cập được? Nó chỉ hại thêm nhân vật chứ nó có giúp được ai đâu. Thì nói gì đó chứ chị có biết đâu. Nói những gì có mình nên nói, những gì nên không rồi, có. Rồi mấy đứa mày, đứa nào cũng không khai thiệt. Đứa nào mua điện thoại cho mình. Em. Rồi đứa nào lấy số. Em. Rồi tại sao mày không mua cho tao mà không lấy số cho em, tao mà mua. Em nói chị nghe nè, cũng cho tiền chị đi lấy vé số gõ gà. Tại sao mà giúp đỡ cho mình nữa? Cái chuyện vấn đề người ta giúp đỡ cho người nào đó là cái chuyện hữu duyên của người ta. Hữu duyên, hữu khỉ, hữu cho mày cái phụ hỏa giờ. Hữu duyên có bên Mạnh Thường Quân đâu phải anh Cường anh giúp đâu.
Bữa nào tao trốn. Em đã nói với chị rồi, em thì bữa nào tao trốn với mày, tao đi Bình Dương luôn, với mày khỏi cái hết đường kiếm tao. Chị trốn em. Chị chơi, chị trốn được không? Em nói chị nghe, bây giờ cái xã hội giờ chị trốn được không? Đi Bình Dương bắn tân. Mai mất tao đi Bình Dương, cho mấy mày khỏi kiếm tao luôn. Trời ơi, ngày cái người ganh tị hoài. Bây giờ mấy mày có tao 500 ngàn, tao nghĩ ganh tị à. Đúng được. Cho là phải có nguyên nhân, phải có lý do. 500 ngàn hay là 5 triệu gì đó, cái chuyện đó là không thể nói được, chị hiểu không? Bữa nay thì chị như vậy, ngày mai mốt chị thay đổi khác, người ta thấy đồng cảm với hoàn cảnh của mình, ta cho mình thêm. Chị đâu có gì đâu. Chị bán anh em nào cho điện thoại đó xin mừng. Rồi đi bán kiếm đồng tiền. Nãy giờ đi xuống mai tới giờ đi chưa ăn cơm chân vậy chứ. Đi lại người quen rồi nói chị đó bụng mà chị chưa tới quán cơm ăn. Chị đó uống đúng ăn rồi, người ta thấy gì tao mới cho chuyện tao cơm mới lớn nè. Rồi múc cho được đâu mấy miếng thịt gì đó. Đó cái đó là cái phước của chị hưởng đi là được rồi đó. Đó thì chị đi chị ăn đó. Nói chung em nói chuyện nghe nè. Ê, chị đi vòng vòng ăn bún vô. Đây nè, có chỗ nghỉ ngơi nữa nè. Mà chị không nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi đó. Nói chung là chị là khách VIP, chị đi đâu là có chỗ. Nè, hồi nãy bạn chị là kêu chị ghé đó ăn ngủ thì chị còn là miếng ghé. Chị ra đây chị là có na hoặc chết rồi nó mát. Đây đường, chỗ đường nó tập đi vô nè. Còn một hồi chị vô nằm giỏng không? Vô. Vô nằm giỏng vô ngủ chết. Mà bây giờ chị bán hết số rồi sao chị không về, chị ở đây làm gì? Sao vậy? Không biết. Chắc cái điện thoại nó không bắt được wifi à. Sao không có wifi? Đâu chị nói vô cho nó coi. Nó sao không có wifi, nói vô trong điện thoại á. Ai biết nè. Nói vô, hỏi chị Google á. Google không có mạng sao nói. Vì nói chung là Google này nó miễn phí mà. Nó còn ăn bám mẹ chị, chị còn nhớ còn ấy à. Trừ khi nó chết chị quên thôi. Làm gì quên được. Nói chung là chuyện này chuyện hồi xưa sửa rồi đâu còn gì nữa đâu. Chuyện hồi nào cũng phải nói chứ. Bây giờ nó chết, bây giờ nó móc đất lên, bươi lên, cũng kiếm lên. Cho em miếng rau sống rồi chị. Người sao mà nghe tiền người ta cho tiền cái là chị muốn phóng liền lên sao? Không phải tiền gì. Chị đâu phải là chị người có con người chị ham tiền. Tại là mẹ chị nói là chủ yếu là lấy cái tiền đó ăn không được cũng bỏ nữa. Là ăn được cũng cho chó ăn đó, tội lại gì mình nuôi con chó mình cũng phải tốn cơm, nuôi nó thì mình phải lấy công sức mình lại chứ đâu phải mình bỏ ra mình nuôi không được. Nó còn người nó khoảng, mình phải tính theo nó khoảng chứ. Còn theo, nếu mà theo nó mà nuôi anh Khanh hồi xưa đâu có nuôi được nhiêu chị. Nhiêu, vậy chứ cái sức, nó sức thân dài dai rộng mà nó không biết mặn. Cũng cho là được 5-10 ngàn, 20 ngàn mua rượu thôi chứ đâu có 10 ngàn, bây giờ 1 ngàn bây giờ cũng là cái ơn cái nghĩa nữa. Thế trong rồi. Khi đó nó còn trẻ mà chị mẹ chị già mà nó xin vậy, nó không biết mắc cỡ sao mà nó xè tay nó xin. Bây giờ 1 ngàn bây giờ cũng là tiền, nó đừng có 10 ngàn. Tại nó sức chân dài dai rộng, nó không biết mặn sao mà nó phải xin mẹ chị. Cái này chị nói đúng chứ chuyện của nó sai. 1 ngàn cũng là tiền đó. Trong khi mẹ chị đi lụm từ cái cây mũ kiếm được nhiêu tiền mà nói chị. Chị đâu có nói với em đâu, nó quan ít đâu. Bây giờ 1 ngàn cũng là tiền đấy. Bây giờ nghe tin là phải bắt buộc lên đó để lấy thì số tiền nó lại ha. Bây giờ lấy lại, bây giờ ăn không được cũng khó phá cho thôi nữa. Biết có được hay không nha chị. Nếu mà nó đưa thì nó đưa, còn nó không đưa thì tính theo con đường nó không đưa. Ừ. Nó không đưa thì cứ bà cũ làm tới hoài á. Bà cũ là bà gì? À. Cái bài cũ có sao nói vậy, có sao nói vậy đó. Bài cũ là hoài á. Bài cũ là học thuộc lòng rồi. Không, nói chung bây giờ thì anh Khanh giờ cũng đã thay đổi hết trơn rồi chị Út ơi. Giờ nói chung là mình cũng mừng cho anh Khanh là cũng được rồi, chứ còn anh Khanh không còn gì xấu nữa để nói nữa. Nói chung hồi xưa ảnh sống như thế nào mình không biết. Giờ đâu còn sống đâu. Gán mặn đi. Người thầu đâu dám đánh mặn rồi vậy. Em cái hòm gì nè. Tính ra mấy ông thầu nó cũng gan. Trời, tôi làm đây được 2-3 tháng rồi, 2 tháng rồi. Đi 2 tháng, mới đi chưa đây, tháng rồi. Đâu 2 tháng. Dốc không có gì, chị về đây chưa được 2 tháng, làm gì đi được 2 tháng. Dốc không có diễn tưởng nữa. Sao có mạng mà coi được vậy ta? Ở đây chưa? Dốc thì diễn gì ta? Có rồi đó. Ây dùi. Ây dùi, có chưa? Ê khoai chứ vậy. Tử ơi mà chị không biết nè. À này có điện thoại xem nè ha. Thôi bỏ bên đi ăn chứ đi. Xíu coi.
Nghe giờ nghe nhạc đi. Từ đi để đó đi, nghe nhạc không có được. Tắt đi.